Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan ở trong vườn nhà em nhé. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Giò hạt vĩ to như thế này các bác này, trồng vào tổ quạ nó lớn tuyệt vời này. Đấy các bác nha, quá nhiều thân luôn, đôi bốn này. Ui, nhiều lắm các bác ạ, trên 20 thân một giò như thế này. Hạt vĩ Lai Châu nha các bác nha, hạt vĩ Lai Châu nha, như này nha. Em bán giò này nha, trồng ở tổ quạ nha. Em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Nhìn phê con tê tê luôn các bác này. 1.200.000 cho giò hạc vĩ số 1 nha. Hạc vĩ này là hoa nó nở vào tháng 4 nha các bác nhá. Đây em bán một giò trồn như thế này, quá nhiều cây luôn. Cái này là cao được 50 cm nha các bác nhá, cao được 50 cm để các bác tưởng tượng nhá. Đấy, một giò trồn như thế này, quá nhiều cây, 3, 6, 9, 12, 15 cây các bác này, 15 cây như thế này, hàng trồng thuần nhá. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nhá. 15 cây. 400.000. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này, hạc vĩ này. Đấy, hạc vĩ Lai Châu nó đã này mà các bác. Giò như thế này rồi. Giò như thế này nha các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280 nha các bác nha. Cho giò số 2, 3. Số 3 nha các bác nha. Đây là các bác này, nhìn một giò kiều nó đẹp như thế này, mơn mởn luôn. Cái này, cái lá này là toàn là thân tơ đấy nha các bác nha. Như đầu năm vừa rồi ấy là em bán cho các bác à, gần như là chọc thùi lụi luôn. Bây giờ toàn mầm gốc còn nó mới lên này nha. Một giò như thế này này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha. 350.000 nha. Một giò to luôn, trồng vào dớn. Cho giò số 4. Cái đấy là chủ yếu là kiểu mỡ gà đấy các bác ạ. Số 5 này, một giò hoàng thảo tam bảo sắc này, toàn mầm gốc rồi nha các bác nha. Cái này thì hết hoa rồi các bác ạ, hết hoa rồi. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. Các bác đợi mùa sau nha. 200.000 nha các bác nha. Cho giò hoàng thảo tam bảo sắc nhá các bác nhá. Số 5. Cho giò số 5 nhá. Đây này các bác này, số 6 à. Một giò u lồi à. Trồng ở cái tổ quạ như tổ quạ hỏng rồi các bác ạ. Đôi này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11 thân. 11 thân nha các bác nhá. 11 thân nha. 11 thân nha các bác nhá. Một giò như thế này. Một giò như thế này, trồng ở tổ quạ. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. Hoàng thảo u lồi nha. Đã thuần rồi nha.
cho giò số 16. À, số 6. Số 7 này các bác này, 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 thân này, 5 thân này, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10 thân, 11 thân. Cái này thì tổ quạ vẫn còn sống này các bác này. Đấy, tổ quạ vẫn còn sống nha. 11 thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Đây các bác này, nhìn thân nó to mập ú ấy. Nó đã thắt ngọn rồi nha các bác nha. Hoàng thảo u lồi 500.000. Mùa hoa ấy, thì cái hàng thuần này là không có giá đấy luôn các bác ạ. 500.000 nha các bác nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Nhìn lá kiều mỡ gà nhìn mướt không? Đấy. Thân này đúng là mỡ gà khác, nhìn nó bóng luôn các bác nha. Một giò kiều mỡ gà như thế này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha các bác nha. 400.000 cho giò số 8. Số 9 này, 25 thân. À, cái này của người ta gọi là long tu đá xìn hồ, hoa tím ngắt luôn nha các bác nha. Bác nào muốn xem mặt hoa long tu đá xìn hồ thì các bác cứ kết bạn Zalo với em nhá. Một giò long tu đá xìn hồ như thế này, thuần lâu năm rồi nha. Gần như là nguyên bản nhiều các bác ạ. Cái giò này, giò như thế này em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. Vòng quanh luôn. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Hai dề long tu đá luôn. Hai dề long tu đá nha. Hai dề. Mà nó đẹp, cái thân nó dài nhất nó phải được 50 cm luôn. Thân dài nhất phải được 50 cm nha các bác nha. Một giò long tu đá trồng ở tổ quạ như thế này. Đấy, hoa tím ngắt luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha. Các bác nha, 800.000 nha. Trên, tức là từ 20 thân hoa trở lên nha các bác nha. 20 thân hoa trở lên. Nó đẹp này. Này, hai dè. Nhìn đã luôn. Cho giò số 10. Số 11 này. Có 6 cây chồn thôi các bác ạ. Có 6 cây chồn thôi. Như lá này, nó siêu ngắn này, có 20 cm này. Đấy. Một giò chồn như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Một giò chồn như này 300.000 nha. Thuần lâu năm rồi nha. 3 năm rồi. Cho giò số 11. Số 12 này các bác này. Nhìn đã không các bác? Nó thuần thì các bác không phải nghĩ. Riêng hàng nhà em chồn nó thuần thì thôi rồi luôn. Các bác nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Một giò là dáng hương đuôi chồn như này. Lá này có 20 cm này, mấy mười mấy cm này. 500.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 này. Có 3 cây dáng hương tam bảo sắc như thế này. Các bác nha.
ba cây như thế này em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha các bác nha. Cho giò số 13. Số 14 này. Hạc vĩ này là nó là hạc vĩ trắng nhá. Hoa trắng tinh luôn. Như thế này. 12 thân hoa năm tới. Các bác nhá. 12 thân hoa năm tới nhá, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nhá. Em bảo hành từ A đến Z nhá. Các bác nhá. Hoa trắng tinh luôn. Cho giò số 14. Số 15 này. Hai cây nhạn chưa hề có hoa nha các bác nha. Cao được gần 20 cm này, 20 cm luôn này. Đó. Một giò như thế này này. Một giò như thế này hai cây. Em bán cho các bác với giá là 270.000 nha. 270.000 nha. Hai cây hoàng nhạn như thế này. 270.000. Cho giò số 15. Đây, số 16 này. Cây cáo nha các bác nha. Cây cáo nha. Một mẹ bốn con. Một mẹ bốn con nha. Như thế này. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 450.000. Các bác nha. Một mẹ bốn con luôn. Chứ không phải là trồng vào nha các bác nha. Con năm ngoái, năm năm vừa rồi nó cũng có hoa hết này các bác này. Đấy, ba bông hoa luôn. 450.000 nha các bác nha. Cho giò cáo như thế này nha. Cho giò số 17. À, số 16. Số 17 đây. Đấy, một giò dáng. Cái này là người ta gọi là kiều lộc bắc nha các bác nha, kiều lộc bắc nha. Trên 30 thân hoa luôn. Chưa thân nào có hoa cả các bác ạ. Chưa thân nào có hoa. Như thế này. Các bác nha. Em bán giò này cho các bác này. Kiều lộc bắc nha. Kiều vuông lộc bắc. Đấy, hàng một già luôn. Em bán giò này cho các bác với giá 1.200.000 nha. Trên 30 thân thì nó giá nó khác nha. Cho giò số 18. À 17. Số 18 này. Ba cây dáng hương đuôi cáo như thế này, hàng Lai Châu trồng vào giớn nha. Một giò như thế này này. Đấy, năm ngoái là có hoa hết rồi, có mỗi cái cây nhỏ này là chưa có hoa thôi, như năm tới là có hoa nha. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha các bác nha, 450.000 nha. Một giò như thế này, 450.000. Cho giò dáng hương đuôi cáo nha. Cho giò số 18. Số 19 nè. Hoàng thảo u lồ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bông thân hoa luôn. Nó đã thắt ngọn rồi nha các bác nha. Vận chuyển vô tư. 6 thân hoa như thế này.
Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 19. Số 20 này. Các bác biết hạt vĩ la mít nó đã, nhìn nó đã luôn. Hai thân này, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân. Bảy mầm gốc như thế này. Hạt vĩ la mít này. Đấy. Các bác nhá, bảy thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. Hạt vĩ lá mít ít có lắm các bác ơi. Cho giò số 20, 500.000 nha. Cái hàng đẹp thì mua nó cao lắm các bác ạ. Số 21 này. Ba cây hoàng nhạn như thế này các bác nha, ba cây hoàng nhạn như thế này to đẹp nha. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng tư nha, nó ra hoa rồi. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. Ba cây nha, hai cây to một cây nhỏ, như nó đều là có hoa hết rồi các bác ạ. 300.000 cho giò số 21. Số 22 này. Các bác biết nhìn cái dáng hương tam bảo sắc của Lai Châu này, nó xếp không? Như thế này. Một giò đẹp như thế này, cây nó đều nhá các bác nhá. Cây nó đều, lá thì ngắn này các bác này. Một giò như thế này này, em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha. 350.000 nha, thuần lâu rồi nha. Cho giò số 22, 23. Số 22 nha các bác nha. Đây này, bốn cây cáo Lai Châu như thế này, giò như thế này này, em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Bốn cây cáo đẹp, càng nuôi lá càng to càng ngắn luôn nha các bác nha. Càng nuôi càng to càng ngắn. 400.000 cho giò số 23. Số 24 này. Một mẹ, à hai mẹ có 5 thằng con. Các bác nha, cây to nha. Như này nha. Đó, như này. Đấy, đẹp không ạ? Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha. Các bác nhìn cây nó, các bác biết nha. 1.500.000 nha. Thuần thì lâu rồi. Cây thì đẹp. 1.500.000 cho giò số 24. Số 25 này. Một giò gà tròn Lai Châu nha các bác nhá, gà tròn Lai Châu như thế này. Đấy.
em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 480.000 nhá, 480.000. Các bác nhìn đây là nó đẹp như thế nào thì các bác nhìn các bác biết nhá. Đấy, 480.000 cho giò số 25. Xong. Đấy, đấy. Bên bên kia, đấy. Dấn dấn. Số 26 à. Một giò chồn đẹp như thế này. 3 6 8 10 12 14 cây. 14 cây chồn như thế này. Các bác nhá. 14 cây chồn như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 380.000 nha, 380.000 nha, trồng gỗ nha. Cho giò số 26. Số 27 này, một giò cáo như thế này. Có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn. 6 ngọn cáo nhá. Như thế này. Cáo Lai Châu này các bác ạ. À. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000. Các bác nhá. 220.000 nhá, cho một giò cáo như này nhá. Cho giò số 26. À, 27. Số 28 này. 3 cây giáng hương đuôi giáng hương tam bảo sắc nhá, 3 cây nhá. Nó là thuần rồi như nó ấy vào giớn như này. Xong em cho vào thêm vào một cục gỗ đẹp. Nó vẫn chạy ngọn bình thường nhé các bác nhá. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 28. Ba trăm nghìn cho giò số 28 nhá. Số 29 này, một giò hoàng thảo vôi nhá các bác nhá, một giò hoàng thảo vôi như thế này. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 400.000 nhá, 400.000 nhá. Cái giớn này là nó rộng là gần 30 25 30 đấy các bác nhá. Trên này là toàn là cỏ thôi. Cho giò số 29. Số 29 cũng là... Đây nha, em mời các bác. Đây nha, em đã sưu tầm được cầm cù về để nuôi lớn, để phục vụ các bác nha. Đấy, cầm cù nha. À, cù Lão Minh. Cù Lão Minh. Đấy. Đây, các bác này. Em mời các bác ngắm cái cây quý nhân. Xong cái hoa của nó thì lại phân nhánh này các bác này. Nó sẽ trễ đôi luôn. Các bác nhá, hoa phân nhánh trễ đôi luôn. Quế nhân nha, quế nhân Thanh Hóa nha. Lá này nó chỉ được 5 cm 8 thôi, chưa được 6 cm. Đã nhân rồi nó lại còn được 5 cm 8 cơ. Các bác nhá. Ba mẹ được có 15 con thôi các bác ạ. Ba mẹ được có 15 con. Không có nhiều. Đấy. Đây, em có một cây chồn như thế này. Đấy. Cây to nhá. 1 2 3 4 5 6 7, 7 cặp lá. Dáng thế đẹp. Đấy, bác nào lấy em gả cho 1.2 triệu nhá. 1.2 triệu nhá.
Còn cây quý nhân này thì bác nào lấy thì cứ alo em nhé. Một mẹ, à ba mẹ, 15 thằng con. Đó. Như thế này. Một mẹ 15 thằng con. Con năm nay cũng nhiều hoa lắm các bác nhá. Đây một cây nhạn tháng 8 như thế này. Được có 4 bông hoa thôi các bác ạ. 4 bông hoa nha. À, hoa nó đây. Đấy. Nhạn tháng 8. Bác nào lấy giò này thì em lấy 3 triệu nha. 3 triệu nha. Lá ngắn đẹp nha. Đây, còn cái giò nhạn tháng 8 này nữa. Hoa thì siêu nhiều luôn các bác ạ. 2 bông này, 3 bông này, 4 bông này, 5 bông, 6 bông, 7 bông. À, em đếm bông cho các bác nha. 8 bông, 9 bông, 9 bông rồi này, 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14, 15. 15 bông thôi các bác ạ. Một mẹ là nó lại ra 2 từng con nhá. Từng con trên này là được 5 cây, từng con dưới này là được 6 cây. Là tổng là một mẹ 11 con nha các bác nha. Lá chỉ được tầm 4 sen rưỡi thôi các bác nha. Cây con nó to nhất là được 16 cặp lá. Đấy. 16 cặp lá nha các bác nha. Đấy, cây hoàng nhạn tháng 4 à. Giò hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nha. Giò hoàng nhạn tháng 4 à. Đấy. Đấy, bác nào lấy cái giò nhạn hoàng nhạn tháng 4 này thì ới em nhá. Con nó đây, cái cây này nó được 3 con luôn. Đấy. Con thì vô đối luôn, có 2 giò. Nhà nào có điều kiện là nhà vườn ấy thì đánh 2 giò này vào 2 bên cổng luôn thì nó mới đã được. Các bác nha. Hai đặt hà 2 bên cổng thì nó mới phê con tê tê. Đấy. À, cáo của nhà em thì rất nhiều luôn. Cái này là nó cao được 1 mét đấy các bác ạ. Bề rộng nó cũng được gần 1 mét đấy ạ. Đấy. Đây, giò cáo tiếp này. Vừa rồi là nó đã ra hoa vườn nhà em này. Đấy. Cỏ tốt hơn là lan luôn. Các bác nhá, cỏ tốt hơn là lan luôn. Nhìn quan trọng là nó chất nhá. Cây nào nhiều nhất này, năm ngoái này. Các bác này. Hoa dài 1 mét. Đây, phân nhánh thì thôi rồi luôn. Nha. Cái cây 14 cặp lá là phân nhánh làm năm luôn. Phân nhánh làm năm luôn. Mà nó vẫn ra được 5 bông hoa. Các bác nhá. Đây bác nào thích cây lá nhăn này, lá thì được 6 sen. Lá này thì được 6 sen. Như lại chưa hoa một lần nhá các bác nhá, chưa hoa một lần. Đấy, lá được 6 sen. Xoáy tít thò lò luôn. Các bác nhá. Bác nào lấy cái này thì em mời các bác ngắm thôi. Các bác nhá, mời các bác ngắm thôi. Cây này thì nó đạt lắm. Nó cao chắc là 1 này, 2 này, 80 sen. Cao được 80 sen mà còn chưa hoa luôn. Nhìn đã đời. Cái giò sơn thủy tiên này của em là nó bị mất rồi nha các bác nhé. Bị mất rồi. Đó. Bây giờ giò cáo nó lại phải ở mãi ở trong này. Bị mất ấy. Chả biết ai đến lấy mất đấy. Hình như người ta cho tiền.
Giò quế trắng tháng 8 to quá nên không bê bê giới thiệu được các bác đâu ạ. Đấy, các bác nhìn cái bộ rễ của giáng hương tam bảo sắc nhà em nó tốt như thế nào, các bác nhìn nha. Như một cái dâu rồng luôn. Rễ nhà em thì các bác không phải nghĩ luôn này các bác này. Đấy, một cây này. Một giò ấy. Mà suốt ngày chịt vào nó mà nó vẫn ấy, rễ nó vẫn cứ đẹp. Đây nha. Ngắm lại giò nhạn tháng 4. Nhìn đã đời luôn. Đây giò nhạn tháng 8. Nó như một cái tẩu thuốc luôn các bác nha. Như một cái tẩu thuốc luôn. Quế nhăn thì được chắc cũng được chưa được 20 bông đâu các bạn ạ. Đấy, các bác nhìn ngắm giò giáng hương tam bảo sắc nhà em nó thế này mà lá nó phần phạt luôn. Đấy, hạt vị lá mít này. Thôi rồi, đây là hạc vĩ thiên cung nha các bác nha. Hạc vĩ thiên cung thì em treo vào rào ấy. Đấy, em quyết cất trâu vào nhìn mơn mởn luôn nha, mơn mởn luôn, dài cả mét rồi đấy, hơn mét đấy. Đây nha các bác nha, một cái giò này là nó dài được 1,5 m hay 1,6 m phi điệp vàng. Đấy, phi đề vàng nha các bác nha. Giò này thì đang sưng nụ rồi. Các bác này, đang sưng nụ rồi. Đấy. Đang sưng nụ. Đấy, em mời các bác ngắm một giò quế trắng tháng 8 nha. Một giò quế trắng tháng 8 này. Đấy. Đã không? Cái giò này được có 80 bông hoa nha các bác nha, 80 bông hoa rồi. Nó sẽ ngắm vào hai đợt hoa nha các bác nha. Giò này nó ngắm vào hai đợt hoa. Vì là em để đây thì nó không được nắng tốt đấy. Nên là nó không ra được một đợt mà nó ra làm hai đợt hoa nha. Một đợt to, hoa to. Đấy, và một đợt hoa nhỏ. Đấy. Cây cũng xếp ấy, nó chứ không phải là không xếp đâu. Các bác nhìn trên kìa. Đấy. Đấy, các bác nha. Xếp đấy ạ. Nên là cái giá đấy thì gần như là cũng ok mà. Bề rộng của nó tầm 1,2 m, 1,3 m gì đấy. Bề cao thì cao hơn một chút, nó dở cao hơn một chút, tầm 1,3 m, 1,4 m tầm đấy thôi. Còn địa bạch ngọc thì em cũng có nhá các bác nhá, địa bạch ngọc thì em cũng có nhá, địa bạch ngọc này. Đấy, bác nào lấy tầm bao nhiêu tiền em cũng có. Đây, cây chồn hai cây chồn nguyên bản. Đây, một cây chồn này lá cũng tương đối là to. Đấy. Giò này 400.000 các bác nhá. 400.000 nguyên bản nhá, nguyên bản nhá, có một cây vanda ở đây nhá. Đây này các bác này, em kép trụ vảy rồng cho các bác nhé, phục vụ nhé. Nó cao chỉ được gần bằng người thôi. Đấy, trụ vảy rồng nhá. À đây, em có một cái giò này chắc phải được tầm 10 bông hoa này các bác này. 10 bông hoa nha. Hai này là hai đuôi công nha các bác nha, hai đuôi công. Tầm 10 bông hoa. Bác nào lấy em để cho 600 rưỡi nha, 600 rưỡi nha.
Vâng, cuối video em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Các bác nhìn cáo nó sướng không? Đấy. Cáo. Cái này, cây này, giò này là hoa tím đậm nha các bác nha.